Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp Xanh. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chủ đề về xe đạp Nhật Bản. Và chắc chắn đây chính là một chủ đề mà được các bạn rất quan tâm. Khi mà nhắc đến tất cả những hàng hóa hay sản phẩm của Nhật Bản thì tất cả chúng ta đều cảm thấy vững tin bởi cái tâm của người làm nghề cũng như là sự phát huy và phấn đấu các công nghệ cao nhất để tạo ra những sản phẩm tốt nhất đến với tay người tiêu dùng và kể cả là xe đạp cũng vậy. Để đảm bảo mỗi chiếc xe đạp được sản xuất ra an toàn với người sử dụng thì Hiệp hội Xe đạp Nhật Bản BAJ đã ban hành BAA, chứng nhận dành cho xe đạp đô thị được bán tại Nhật Bản kể từ quý 3 năm 2004 và đã đạt được thành tựu đáng mong đợi. Từ đó, tiêu chuẩn BAA trở thành tiêu chuẩn an toàn xe đạp Nhật Bản. 3 năm sau khi tiêu chuẩn xe đạp được áp dụng, tổng cộng đã có 7,6 triệu chiếc xe đạp được dán nhãn này, một thành tựu lớn đối với ngành công nghiệp xe đạp của Nhật Bản. Và một số những thương hiệu xe đạp Nhật Bản nổi tiếng khắp toàn cầu mà chúng ta có thể kể đến ngay sau đây, Xe đạp Xanh sẽ tổng hợp lại và chia sẻ đến với các bạn. Đầu tiên đó chính là thương hiệu xe đạp Marussi với 127 năm lịch sử. Marussi ra đời từ năm 1894 và là thương hiệu xe đạp lâu đời nhất tại thị trường Nhật Bản. Marussi ngày càng bay cao vươn xa và chiếm được lòng tin của rất nhiều khách hàng trên thế giới. Nhắc đến xe đạp Marussi không thể không kể đến dây chuyền sản xuất khắt khe kết hợp với các chất liệu cao cấp, độ bền vượt trội mà không phải loại xe nào cũng có được. Với những ưu điểm về công nghệ như sáng tạo các trục được thay thế cho sản xuất ổ xích khi di chuyển, làm giảm các vấn đề như tuột xích, đứt xích cho người sử dụng. Ngoài ra, việc sáng tạo ra lốp không xăm của Marussi còn giúp cho người đi xe đạp có nhiều lựa chọn hơn về lốp, có khả năng tăng sự an toàn khi đi xe đạp. Đặc biệt, mỗi dòng xe của Marussi đều có các màu sắc nổi bật. Sự phong phú về chủng loại và màu sắc sẽ mang đến cho người mua những sự lựa chọn đa dạng hơn mà vẫn giữ được chất thời thượng. Thương hiệu xe đạp Nhật Bản thứ hai mà Xe đạp Xanh muốn chia sẻ đến với các bạn đó chính là thương hiệu Panasonic với 103 năm lịch sử. Tập đoàn Panasonic được thành lập vào năm 1918 bởi Konosuke Matsushita với tư cách là nhà sản xuất ổ cắm bóng đèn và đã trở thành một trong những sàn sản xuất điện tử Nhật Bản lớn nhất hiện nay. Panasonic sản xuất xe đạp là do tuổi thơ của Konosuke Matsushita được nhận nuôi bởi một gia đình. Konosuke Matsushita được nhận nuôi bởi một gia đình có cửa hàng về xe đạp. Niềm đam mê về lĩnh vực xe đạp của ông được ấp ủ từ ngày thơ bé. Mãi cho đến năm 1945, ông chính thức đưa nghiên cứu và sản xuất xe đạp cao cấp và các linh kiện của chúng. Xe đạp Panasonic được sử dụng chất liệu thép và làm khung và chúng được hoàn toàn được chỉnh bằng các thiết bị công nghệ tiên tiến. Thương hiệu xe đạp thứ ba đó chính là Bridgestone với 90 năm lịch sử. Bridgestone là một công ty đa quốc gia được thành lập vào năm 1931 tại Fukuoka, Nhật Bản và hiện là công ty xe đạp sản xuất lốp xe đạp lớn nhất thế giới. Ở thời kỳ đầu, Bridgestone chỉ sản xuất lốp xe. Từ năm 1949, hãng này bắt đầu sản xuất mở rộng thị trường xe đạp. Ngày nay, Bridgestone đa dạng hóa các hoạt động bao gồm linh kiện ô tô, sản phẩm công nghiệp, vật liệu xây dựng, xe đạp và đồ thể thao được sản xuất và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Năm 2017, Bridgestone chính thức được cho ra mắt mẫu lốp không hơi dành cho xe đạp sử dụng chất liệu đặc biệt và thiết kế theo tầng để triệt tiêu các lực va chạm của xe với mặt đường. Những mẫu lốp không hơi dành cho xe đạp được sản xuất từ những vật liệu có khả năng tái chế, khiến việc giảm chi phí và đặc biệt là sẽ không gây hại cho môi trường. Và thương hiệu xe đạp tiếp theo mà Xe đạp Xanh muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là thương hiệu Miyata. Với 41 năm lịch sử, Miyata là một thương hiệu xe đạp đến từ Nhật Bản, hoạt động từ năm 1980 và cũng là một trong những nhà sản xuất xe máy đầu tiên tại Nhật Bản dưới cái tên Asahi. Ở thời điểm đó, các lựa chọn về xe đạp đang bị giới hạn về giá cả và chất lượng. Chẳng hạn như một chiếc xe đạp với chất lượng tốt, chế tạo theo yêu cầu sẽ đi kèm với việc giá thành cao và ngược lại. Những chiếc xe đạp có giá thấp hơn được bán trong các cửa hàng thì chất lượng lại không được như mong đợi. Vì thế, xe đạp Miyata được coi là một chiếc xe đạp đáng ao ước khi dung hòa được cả hai yêu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh một số các thương hiệu trên thì chúng ta không thể không nhắc đến các thương hiệu như là Fuji hay là thương hiệu Mapilat. Và Xe đạp Xanh sẽ chia sẻ tiếp về các thương hiệu xe đạp thể thao trong các video sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Xe đạp Xanh. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy dành cho Xe đạp Xanh một like, một share và một subscribe. Hãy để lại một bình luận ở bên dưới video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.